Đại thân thì chúng ta ngồi theo cái hai tư thế, có thể là ngồi, các con có thể mới thì ngồi bán già. Bán già tức là một chân trái ở dưới hoặc chân phải ở dưới. Chân trái ở dưới thì chân phải đặt lên trên như thế này. Đây gọi là bán già. Bán già, bán tức là một nửa. Hoặc là chân phải ở dưới, chân trái đặt lên trên cũng được à, như thế này. Đây là về chân. Còn tay á, tay thì các con để tay trái xuống dưới, tay phải đặt lên trên, hoặc tay phải xuống dưới, tay trái đặt lên trên. Hai đầu ngón tay cái vừa chạm khép vào nhau. Hai đầu ngón tay cái chạm khép vào nhau, và chúng ta để xuống dưới chân này. Đó. Để xuống dưới chân. Chúng ta lưu ý là mũi nha. Rốn của chúng ta với hai đầu ngón tay cái là thẳng nhau, chứ đừng có để lệch tay sang bên trái, đừng để lệch sang bên phải, mà để ba điểm mũi, rốn và hai đầu ngón tay phải luôn thẳng với nhau. Đấy, đấy là cái thân thể đầu tiên chúng ta phải để như vậy. Phải để như vậy. Còn các tôn giáo khác họ để ngoài này, ngồi theo một số các ngoại đạo họ thu hút khí công thì họ để ngoài này, họ kết theo cái ấn cát tường, họ để sang hai đầu gối này. Nhưng mà Phật giáo của chúng ta thì để như thế này. Thường thường ngồi thiền để cái thế nó tọa rất là vững vàng à. Còn nếu mà bạn nào mà ngồi kiết già được thì chân trái cho lên và chân phải bắt lên. Bạn nào thử được thì cứ thử. Đó. Đấy. Một số bạn ngồi rất tốt à, bạn ngồi trên đầu này, mấy bạn ngồi trên đầu rất tốt này à. Cứ thử đi, bạn nào béo béo thử đi. Các bạn béo béo mà chân ngắn đó thì 5 phút sau thì chắc là chạy mất. Khóa tu sau thì bảo gọi lên, sợ nhất là ngồi thiền à. Đó, đây là khi mà chúng ta ngồi để có thể đấy, đây là ngồi bán già hoặc ngồi kiết già. Tùy theo là gì, bước đầu thì có thể các con học ngồi bán già. Bán già tức là một nửa như thế này. Một nửa như thế này. Cái lưng của chúng ta phải thẳng, lưng phải thẳng lên. Nếu mà các con mà cúi xuống thế này á, cúi như thế này á thì được một tí là buồn ngủ, được một tí là các con ngủ ngon lành, ngủ không biết rời với đất gì luôn à. Nếu mà các con mà cứng quá như thế này, các con cứng quá như thế này thì nó có mấy cái trạng thái thì nói trước khi về chúng ta ngồi mà học ngồi á. Nếu chúng ta ưỡn lưng lên thế này thì nó sẽ bị đau ở tim, đau chỗ lồng ngực chúng ta này. Đó là cái trạng thái gì? Chúng ta ngồi gì? Cứng quá. Chúng ta ngồi cứng quá như thế này thì nó sẽ được vài phút nó sẽ đau ở tim. Nếu mà khi đó chúng ta phát hiện ra đau ở tim thì do phương pháp điều hòa thân ấy, thì chúng ta từ từ gì? Chúng ta từ từ hơi là rún thân xuống một chút, và chúng ta không ưỡn cứng như thế này, chúng ta hơi cúi xuống một tí, chúng ta thở được khoảng một vài chục giây hoặc một hai phút nó sẽ khỏi đau đau cái lồng ngực, đau tim của chúng ta, khỏi đau nhói trong tim này. Thì đó chính là điều hòa thân thể. Khi mà chúng ta đau nhói ở lồng ngực hoặc là đau nhói ở bên sườn, chúng ta ngồi mà thấy đau nhói hai bên sườn, bên thắt, bên sống lưng, thắt lưng, sống lưng các con này á, thì lúc đó chúng ta biết rằng gì, nếu mà do thân á, kiểm tra lại có thể là chúng ta gì ngồi sẹo ra thế này hoặc là vẹo sang bên này, thì bây giờ chúng ta điều khẽ khàng, thật khẽ thôi, chúng ta hơi điều nhích nhích cái thân của chúng ta lên như thế này. Đó, như vậy là được. Được một lúc là cái đau nó sẽ tan biến đi. Mà khi mà điều hòa thân đó mà tốt á, thì chúng ta ngồi được khoảng 15 đến 20 phút thì cái mồ hôi ở trên lưng của chúng ta dọc bên hai bên thân cho đến xương sống lưng từ vai trở xuống, cái mồ hôi nó ra rịn ướt hết cả cái áo mê ô áo lót của chúng ta, thì đó mới là khi chúng ta điều hòa ngồi thiền như thế là rất tốt. Cái mồ hôi nó toát ra được, cái chân khí chúng ta mở ra, cái mồ hôi toát được rất tốt. Nếu mà bạn nào mà hay bị cái bệnh đau đầu kinh niên á, đau nửa đầu hoặc đau cả đầu kinh niên ấy, thì cái phương pháp ngồi thiền này rất tốt. Chỉ ngồi khoảng độ tầm 3 tháng là cái bệnh đau đầu sẽ biến mất. Khoảng 3 tháng thôi. Ngày nào cũng ngồi được khoảng độ 30 phút, hoặc 2 lần một ngày, 30 phút một lần.
thì cái bệnh đau đầu sẽ biến mất. Kể cả cái bệnh xoang cũng vậy. Cái bệnh xoang mà thậm chí là đi viện chữa không khỏi, nhưng các con mà ngồi thiền được, điều hòa được, ngày nào cũng ngồi được như vậy thì bệnh xoang cũng dần dần sẽ chấm dứt. Cái bệnh đau xương sống của mình cũng vậy, đau các khớp chân, khớp tay cũng vậy. Nếu mà các con mà ngồi thiền được mỗi ngày 2 lần, mỗi lần khoảng 30 phút trở lên, thì dần dần vài tháng hoặc 5-6 tháng sau hoặc năm sau, cái bệnh đó dần dần cũng biến mất. Thầy ngày xưa thì đau cả xoang này, cả thấp khớp này, nhưng các bệnh đó bây giờ đều biến hết. Giờ chỉ có mỗi là cái cơ thể của thầy là nó yếu là do làm nhiều việc quá, kiểu như làm quá tải, một mình làm việc bằng rất nhiều người, cho nên là thỉnh thoảng mà hay mệt. Nếu mà cứ ngồi thiền được suốt ấy, ngày nào cũng ngồi được, có thời gian để ngồi thiền suốt ấy, thì sức khỏe đó, dạo đó rất tốt. À, đây là nói về điều hòa về thân. À, điều hòa về thân. Đấy, khi các con để ý mấy cái trường hợp thầy nói đó, nếu mà các con mà ngồi mà gục xuống ấy, thì cái nước miếng ở trong chúng ta ấy, cái nước miếng nó chảy ra. Nước miếng nó chảy ra. Và chúng ta hay dễ gọi là hôn trầm, tức là buồn ngủ. Cái trạng thái đó là tâm bắt đầu là buồn ngủ, do điều thân không tốt thì chỉnh nó lại. Đấy là điều thân. Thứ hai là điều hòa hơi thở. Thầy nói lại một chút là các con cứ hít vào thở ra đếm một thật nhẹ nhàng. Hít vào thở ra thật nhẹ nhàng thôi, cứ theo hơi thở của mình bình thường thôi. Không có cố gắng ép nó là phải thở sâu, hay là không cố gắng ép nó phải thở nhanh, mà thở rất bình thường, chậm chạp, chậm rãi bình thường theo cái hơi thở của nó. Nó cứ nhẹ nhàng hít vào thở ra nhẹ nhàng như vậy. Nhưng nhớ là đếm, hít vào thở ra đếm một. Hít vào thở ra đếm hai, cứ như vậy các con nhẹ nhàng đếm. Đếm nếu mà các con mà học ấy, muốn học ấy, thì các con thờ ngồi như vậy khoảng độ tầm 5 phút. Bắt đầu các con nghĩ lại bài học của mình. Ngày mai đi thi, đọc lướt qua một lần đi. Xong bắt đầu ngồi như vậy khoảng độ tầm 5 phút hoặc 10 phút, cho tâm nó tĩnh một cái, bắt đầu các con nhớ lại bài học của mình. Thậm chí bây giờ nếu các con hay quên, các con có thể để cái quyển sách ngay trước mặt của mình, và các con có thể mở khẽ hé mắt ra, và chúng ta xem qua đi. Xong rồi chúng ta lại nhẹ nhàng chúng ta lật lên trang mới, chúng ta đọc nhớ rất dài, mà nhớ rất nhanh và nhớ rất dài. Đấy là một cái phương pháp học rất tốt. Ngày xưa thầy đã áp dụng cái phương pháp học đó. Đấy, nếu mà các con mà cộng với cái việc học của mình, tĩnh tâm để học bài, thì như vậy đấy là một cái phương pháp học tốt. Còn về tâm, điều hòa tâm á, thì cái này nó hơi khó một chút. Chúng ta phải có thời gian. Chữa trị tâm là cái khó nhất. Nhất là cái tâm của các con bây giờ, các bạn, các con bây giờ đang là sinh viên. Trong cuộc sống hàng ngày ấy, chúng ta hướng tâm ra ngoài quá nhiều. Cho nên bây giờ mà nếu mà muốn tâm của chúng ta hướng vào trong á, để cho nó thắp sáng cái ánh đèn trí tuệ của mỗi chúng ta lên á, thì quả đấy khó vô cùng. Cho nên phải luyện dần dần. Luyện dần dần đã. Một bạn lúc chiều hỏi là muốn lúc đó làm sao biết được tâm của mình tĩnh. Thì cái này á, muốn biết được nó tĩnh như thế nào, chúng ta đang đếm hơi thở mà nó cứ chạy ra ngoài, nó quên hơi thở, thì đó là gì? Đó là tâm không tĩnh rồi. Mà chúng ta đếm hơi thở cả 15 phút đến 30 phút mà chúng ta không có quên một tí nào hơi thở, cứ hít vào thở ra đến 1 cho đến 10, cả 30 phút ngồi thiền như vậy, tâm chúng ta không quên một chút nào, thì đó gọi là trạng thái của tâm của chúng ta đã gì? Dần dần an định, hướng vào bên trong và an định. Đó. Mà an định như vậy thì phiền não và trí tuệ sẽ sinh ra và phiền não sẽ giảm đi. Đó. Đấy là phương pháp điều hòa thân, hơi thở và tâm. Đấy, nói nhẹ nhàng như vậy trước thôi. Và bây giờ chúng ta bắt đầu ngồi, cho chân lên, ngồi theo tư thế ngồi bán già hoặc kiết già. À. Trước khi ngồi vào như vậy, chúng ta quay người. À, tất cả chúng ta cùng quay người một chút. Đó. Quay người một chút. À, để xem quay, nhưng mà một số bạn chân vẫn duỗi thẳng ra đằng trước thế. Mấy bạn nam là chân vẫn duỗi thẳng. À, tí nữa mấy bạn nữ đi, các bạn cười chết.
Xong rồi thì chân chúng ta để theo lên cái tư thế ngồi thẳng như vậy, chân trên chân dưới, hoặc là cả hai chân theo thế bát giả. Sau đó chúng ta quay tay một chút, cái này gọi là phương pháp làm cho cơ thể của chúng ta ấm lên. Rồi quay trở lại đó. Rồi đến tay, nắm hai bàn tay vào nhau, 10 ngón tay cho vào nhau như thế này. Không, hai tay đan vào nhau và chúng ta xoay, để trước người chúng ta xoay, xoay trái xoay phải, lại xoay lộn lại như vậy. Chúng ta có thể là buông tay ra đằng trước, làm mấy lần như vậy, 3 hoặc 5 lần như vậy, hoặc như đó. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu quay cổ, quay tròn mấy lần, 3 hoặc 5 lần thì chúng ta lại quay trở lại. Khi quay trở lại như vậy, nếu mà có thời gian để chúng ta làm tốt thì chúng ta xoa cho hai bàn tay thật nóng vào nhau. Xoa hai bàn tay thật nóng vào. Chúng ta ốp lên mí mắt. Rồi chúng ta vuốt ra 3 lần. 1, 2, 3. Chúng ta lại xoa nóng lên. Làm như vậy để làm gì? Để cho chúng ta không bị buồn ngủ trong khi ngồi thiền. Rồi chúng ta xoa nóng lại ốp vào. Vuốt xuống 3 lần. Đã, 3 lần rồi lại xoa nóng lên. Đặt lên mặt, lại vuốt ra 3 lần. Chúng ta làm 3 lần như vậy, mỗi lần ra 3. 3, 3 là mỗi lần 3 như vậy, 9 lần. Tiếp. Rồi, ốp lên mặt, vuốt xuống 3 lần. Tiếp. Nóng lên hai cái ức lòng bàn tay, hai cái ức tay. Ức tay là chỗ này. Chỗ này. Rồi lại đặt lên mặt, ấm cái mặt chúng ta vuốt ra 3 lần như vậy, xoa nóng lên. Rồi chúng ta xoa hai bên thái dương. Hai bên thái dương này, để khi chúng ta ngồi thiền, thân thể chúng ta nó ấm lên, nó không bị trúng gió. Nó không bị trúng gió. Xoay như vậy khoảng 8 đến 10 lần, rồi chúng ta xoay tai. Xuống tai. Tai như thế này nó có cái tác dụng hơn là mắt, là nó chữa cái bệnh buồn ngủ rất tốt. Khi chúng ta xoa nóng cái tai lên thì chúng ta có thể là chữa chống buồn ngủ được khoảng 5 đến 15 phút. 5 đến 15 phút. Nếu chúng ta hay buồn ngủ, ngủ gà ngủ gật thì chúng ta cứ xoay tai, hoặc cái dưới cái đuôi tai này, dưới tai này mạnh lên. Đi học mà các con buồn ngủ mà không ra lấy nước mặt, để không lấy nước rửa mặt được, các con cứ xoa tai hoặc là lấy cứ tóm cái tai này, nó sẽ được vài phút. Đây là kinh nghiệm mà, là kinh nghiệm của người đi trước đấy. Kinh nghiệm đấy cứ thế này, đỡ buồn ngủ khi ngồi học. Nếu mà xong rồi tai rồi thì chúng ta sẽ xoay đầu, đầu cái bạn gái mà tóc dài thì là sợ nhất này. Xoay đầu tròn thuận theo chiều kim đồng hồ ấy, làm cho ấm đầu của mình lên, cái đầu mình nó ấm, sưởi ấm lên. Các con thấy trước khi các người học võ, người ta sẽ có phải có gì, người ta phải có cái màn gì trước tiên nhỉ? Khởi động đúng không? Để cho thân thể nó ấm lên. Đá bóng cũng vậy. Các cầu thủ đá bóng trước khi mà ra bóng đá thì họ thường về gì ạ? Luyện tập chạy nhảy một tí đã. Không có là chuột rút. Thì phương pháp ngồi thiền Đức Phật dạy chúng ta cũng như thế. Cái phần khởi động rất quan trọng. Sau khi khởi động xong rồi, chúng ta bắt đầu từ từ cho tay vào theo tư thế, đặt vào tư thế của chúng ta. Đó. Trong mấy hơi đầu tiên thì chúng ta hít thật sâu. Trong khoảng 5 hơi đầu tiên chúng ta hít thật sâu, chúng ta hít vào bằng mũi, khép môi lại chúng ta hít bằng mũi. Hít vào chúng ta cảm giác thấy cái bầu không khí ở bên ngoài nó theo hơi thở hai cái mũi của chúng ta nó đi lên. Đi lên trên trán là đi xuống ở đằng gáy này, và nó đi vào. Đi vào và trụ cái hơi thở ở nơi rốn của chúng ta, nơi đan điền á. Đan điền tức là ban dưới rốn, khoảng độ 3 ngón tay nằm như thế này. Mình cứ quán tưởng khu vực ở rốn chúng ta đi xuống khoảng 3 ngón tay nằm. Cái hơi thở của chúng ta trụ hơi thở vào đó, trụ hơi thở vào chỗ đan điền này. Và chúng ta khi thở ra, chúng ta hơi há cái miệng của chúng, hơi há cái môi ra một tí. Hai cái môi lúc đầu thì chúng ta khép vào để lấy hơi bằng mũi. Nhưng bây giờ ra thì chúng ta cho hơi ra bằng gì? Hé hai cái làn môi lại, cho hơi thở nó ra bằng 10, bằng cái lỗ chân răng á. Nó ra từ từ. Hít vào cũng từ từ sâu như vậy nào, chúng ta tập nào, hít vào nào, hít vào,
để hơi thở lên đan điền, hé môi ra và chúng ta thở ra từ từ. Hơi thứ hai, hít vào để hơi lên đan điền, từ từ thở ra. Đó, như vậy, khoảng 5 hơi như vậy. 5 hơi hít sâu như vậy, chúng ta hít thật sâu, hít vào thật sâu. Đó, trụ hơi nơi đan điền và bắt đầu chúng ta thở ra nhẹ nhàng như vậy khoảng 5 hơi, sâu như vậy. Sau bắt đầu chúng ta mới quay lại gì? Cứ hít vào thở ra bình thường, cứ nhẹ nhàng đếm 1, nhẹ nhàng đếm 2 cho đến 10. Quên đâu chúng ta bỏ đi, đếm lại từ đầu. Nào bây giờ chúng ta tập nào. Chúng ta bắt đầu hơi thứ nhất. Hít vào. Thở ra. 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 Và bây giờ chúng ta tuần tự đếm. Bây giờ chúng ta đặt cái đầu lưỡi của mình lên trên hàm trên của cái răng trên á. Chúng ta hơi cong cái lưỡi lên trên một chút. Bước đầu hơi khó chịu nhưng mà như thế thì mới tốt. Đặt cái đầu lưỡi lên trên cái hàm răng trên, cong uốn cái lưỡi, đầu lưỡi cong lên một chút. Để trên hàng lợi trên á. Và chúng ta cứ hít vào thở, nhẹ nhàng chúng ta đếm hơi thở.